đã làm được chào khán giả và bắt tay nhau với tinh thần hữu nghị family buổi chiều ngày hôm nay. Hay những tinh thần đồng đội và những tiếng cười trong bóng đá, chính vì thế mà và đem lại những tiếng cười vui cho tất cả các cổ động viên. Phần chính của khán vụ buổi chiều ngày hôm nay, số 1 tên là Anh Nguyên, số 2 tên là Tiến Dương Bóng, Lucky một pha rất tốt, một pha đánh đầu chiến thuật lại cho đồng đội của mình. Vâng, một pha chuyền bóng dài, có lại được không? Vâng, số 7 đề mà rất tốt, có thể làm gì? Một pha vọt xa. Không, giờ lấy tiền ra đẹp ông lại. Vâng, một pha đánh đầu ngược, không khó khăn gì. Vâng, một pha chuyền dài, một pha phát bóng dài cho thủ số 4, ta làm gì được không? Tốc độ. Vâng, vẫn đuổi kịp trái bóng. Với tốc độ của mình thì cầu thủ số 4 vẫn đuổi kịp, chuyển về số 1. Một pha đánh đầu, bóng đi. Vâng, vâng. Một pha đang xen giữa các cầu thủ. Vâng, Tiến. Bóng quá sâu. Nhắc trọng tài để bắt cái đỏ. Vâng, 16 đá phạt. Một cú đánh đầu. Vâng, một pha thoát xuống qua công an đang làm gì? Một cú sút. Vâng, một cú sút. Văn Trường, anh ta rất khéo, che chắn rất khéo, mất bóng rồi. Vâng, mình lợi chuyện cho Đình Phong. Đình Phong truyền lại cho Văn Công. Một pha vâng, một quay xuất đóng vào bóng rất cao như vậy. Hôm năm nay một pha phát bóng lên, cầu thủ thứ bảy làm gì? Vâng, Văn Toàn đánh đầu bóng xa. Một sự bình tĩnh giống như rơi vô vậy. Không phải rất nguy hiểm. Một pha thì đề hợp lệ, không có gì cả. Nguyên làm gì, Nguyên làm được gì đó. Vâng, vào phía Phương Thanh có làm gì được không? Một pha chuyền bóng rất dài. Văn Tiến lại chính xác, không gọn pha bóng vừa rồi. Quyền đang hướng về Đình Nguyên. Một pha đá mặt rất tốt. Vâng, thưa ông Văn Vũ đã đổ người. Vâng, một pha qua người rất hay của Xuân Chương. Xuân Chương chọc bóng, thủ môn Văn Vũ đã ôm gọn rồi. Một pha đá phạt. Mạnh vô, mạnh mẽ lên. Vâng, cầu thủ đồng tính là một trong những cầu thủ yếu ớt nhất của lúc kỳ. Chính vì thế mà ông Bảo Phát luôn luôn ra hiệu cầu thủ này phải mạnh mẽ lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên.
và một pha giật gót nhưng mà không phạm lỗi. Một pha chuyền bóng này số 10, số 10 đã làm nhiều công. Vâng, hai số 10 gặp nhau. Tính số 1 đang làm gì? Một pha chuyền bóng số 7 bật rất cao nhưng mà vâng, các cầu thủ Lucky hiệp hai đã rất từ từ. Vâng, một pha chuyền cánh trái rất tốt, số 7 làm gì được không? Vâng, vâng, vâng. Tiếp tục bóng trong chân cầu thủ Ấn Độ, một pha chuyền bóng nhưng mà không chính xác. Anh rồi, đã đi em, đã đi em. Ừ. Chuyển cánh kia, chuyển cánh kia. Một pha sút bóng. Vâng, một pha chuyền bóng số 10 làm gì? Không có ai cả, đồng đội không lên kịp, chính vì thế mà anh phải giữ bóng lại. Em luôn. Vâng, một pha rất nguy hiểm. Bộ số 16. Một pha chuyền vào. Vâng, tiến. Vâng, như vậy là tỷ số 1 đều. Tỷ số 1 đều, Vâng tiến. Nên biên cho đội cánh phụ số 8, bóng đội trưởng số 8 ta làm gì? Vâng, trả ngược về cho số 5. Vâng, mình tính. Cỡ hòa thì số 11. Một pha bóng số 16. Vâng. Khánh Vũ, pha bóng này, một pha. Vâng. Không chính xác. Vâng, một pha bay người đánh đầu. Một pha khéo, rất khéo chuyền cho số 10. Số 10 ta làm gì? Không dễ gì. Một pha số đánh ta nhìn thẳng vào bóng. Vâng, ở đó. Như vậy là không làm gì. Đúng không? Vâng. Một pha chuyền bóng vào, đánh đầu. Một cú sút rất nguy hiểm. Vâng, một pha tổ chức đá phạt nhanh. Các cầu thủ kết quả làm gì? Chuyền bóng vào rất chắc chắn và gọn gàng. Một pha dễ thở rồi. Dễ đạp. Đằng sau yếu mà.